Đỗ Dũng xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Năm hội đoàn trẻ biểu tình chống đại sứ Trung Quốc. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói Việt Nam đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Và Tổng thống Nga thăm chính thức Trung Quốc bàn chuyện bán khí đốt. Sau đây là phần tin chi tiết. Năm hội đoàn trẻ miền Nam California vừa gửi ra một thông cáo báo chí cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình chống đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải. Khi ông này đến dự buổi lễ ở Thư viện Richard Nixon do Belinda Orange County. Các hội đoàn thanh niên cờ vàng, tuổi trẻ yêu nước hải ngoại, thanh sinh phó đức chính, thanh niên truyền thống Việt và thanh niên sinh viên lạc hồng viết trong thông cáo như sau. Nhận được tin từ văn phòng giám sát viên Giang Nguyễn cho biết đại sứ Thôi Thiên Khải của Trung Cộng tại Hoa Kỳ sẽ đến dự lễ tại Nixon Library, thành phố Yorba-Linda, Orange County, trưa ngày 27 tháng 5 năm 2014. Chúng tôi các đoàn thể trẻ trong cộng đồng thiết tha kêu gọi toàn thể cộng đồng người Việt tại Nam California, các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh cùng nhau chung sức đồng lòng thực hiện cuộc biểu tình rầm rộ vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ ba 27 tháng 5 năm 2014 trước Thư viện Richard Nixon để bày tỏ trước dư luận thế giới và chính giới Hoa Kỳ lập trường không nhân nhượng, kiên quyết chống Trung Cộng xâm lược của người Việt Nam trong và ngoài nước, hỗ trợ các cuộc biểu tình của đồng bào quốc nội chống Trung Cộng xâm lược và âm mưu hán hóa quê hương Việt Nam, đòi Trung Cộng phải rút giàn khoan HD-981 ra khỏi lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam, đòi Trung Cộng phải chấm dứt hành động xâm lược qua việc tự nhận chủ quyền một cách phi pháp khắp vùng biển Đông Nam Á và lên án Cộng sản Việt Nam tiếp tay cho Trung Cộng xâm chấm Việt Nam. Bản thông cáo cho biết quý đồng hương cần phương tiện di chuyển xin tập trung trước chùa Điều Ngự, địa chỉ 14.472 Chestnut Street, Westminster, California, 92683 lúc 10 giờ sáng thứ ba 27 tháng 5. Xe buýt sẽ lên đường đúng 10 giờ 30 phút. Trong 20 cuộc giao thiệp trực tiếp với Trung Quốc, Việt Nam luôn kiên quyết yêu cầu nước này rút giàn khoan cùng tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của mình. Thông tin trên được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam cho biết, ngay trước khi ông thay mặt chính phủ báo cáo vấn đề này trong phiên họp kín của Quốc hội chiều ngày 20 tháng 5. Ông Minh được báo chí trong nước trích lời nói, Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh ngoại giao. Đến lúc này, qua 20 cuộc giao thiệp trực tiếp, quan điểm của Việt Nam luôn cương quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu hộ tống. Lập trường kiên quyết của Việt Nam là như vậy. Theo ông Minh, việc Trung Quốc vẫn duy trì giàn khoan và ngày càng tăng cường tàu hộ tống cho thấy thái độ ngoan cố của Bắc Kinh. Do đó, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục dùng tất cả các biện pháp đấu tranh hòa bình nhằm bảo vệ chủ quyền, không loại trừ biện pháp khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Trước thông tin cho rằng Trung Quốc hủy một số thỏa thuận hợp tác kinh tế với Việt Nam, ông Minh được trích lời nói, vấn đề bảo vệ chủ quyền Việt Nam phải tiếp tục đấu tranh, không cho nước nào xâm phạm. Nhưng quan hệ giữa hai nước, giữa nhân dân hai nước thì vẫn được duy trì xây dựng. Cũng theo truyền thông trong nước, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, khó lường, hòa bình và an ninh đang bị đe dọa. Tổng thống Vladimir Putin của Nga hôm thứ Ba thăm chính thức Trung Quốc và bàn chuyện bán khí đốt cho quốc gia đông dân nhất thế giới. Chuyến đi của ông Putin đến Trung Quốc đang có lúc căng thẳng ngoại giao giữa Moscow và các quốc gia phương Tây liên quan đến vụ Ukraine. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp ông Putin ở Thượng Hải trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang hồi lạnh nhạt, nhất là sau chuyến viếng thăm 4 quốc gia châu Á của Tổng thống Barack Obama và chuyện Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam một cách trái phép. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin có thể là thông điệp của Nga cho thấy họ có thể bán khí đốt cho quốc gia khác chứ không chỉ tại châu Âu như bấy lâu nay. Trước chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Putin, Moscow cho biết họ đã đạt được 98% những gì hai bên mong muốn. Ông Putin chỉ còn nói chuyện với ông Tập để thỏa thuận giá cả mà thôi. Tuy nhiên, tin mới nhất cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận mong muốn. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.